Vườn quýt hồng hơn 13.000 mét vuông của ông Trần Hữu Hấn ở xã Long Hậu, huyện Lai Vung đã bắt đầu chuyển màu xanh sang chín vàng. Trước đây, vườn của ông Hấn cũng từng chịu ảnh hưởng bởi dịch vàng lá chết xanh trên cây có múi. Nhưng từ khi ông áp dụng quy trình khắc phục bệnh kết hợp bón phân hữu cơ thì năm nay vườn quýt đã gần như được khôi phục. Năm nay tại vì mình muốn dưỡng cây lại thì cái lượng trái nó mình không để nhiều được, thì chỉ có trên cây một số thôi, để phục hồi cây, cái màu sắc nó cũng tươi, nó cũng đẹp. Và chất lượng chắc nó sẽ ngọt hơn cái mình xài cái quả hồng. Còn đây là vườn quýt hồng 10 công của ông Nguyễn Văn Đầy ở cùng địa phương. Cũng là người áp dụng mô hình khắc phục hiện tượng vàng lá chết xanh trên cây có múi. Đến nay, vườn quýt của ông phát triển xanh tốt, tỷ lệ đạt trái khá. Như thời điểm này hiện tại giờ có những người thương lái ta đến tại vườn, có thể ta mua đây tới Tết là ta mua giá là 50 ngàn, vẫn có người hỏi mua rồi. Hiện toàn huyện Lai Vung có hơn 3.000 hecta trồng cam quýt, trong đó có hơn 300 hecta quýt hồng, còn lại là cam và quýt đường. Do chịu ảnh hưởng của thời tiết nên sản lượng quýt cung ứng ra thị trường dịp Tết năm nay sẽ không tăng. Tuy nhiên, tỷ lệ vườn phục hồi và độ đẹp của trái đạt hơn so với năm trước. Thì bón phân hữu cơ, rồi đưa Trichoderma đối kháng, bệnh nó giảm, thì cái sức sống của cây nó trở lại. Ứng dụng hóa học cân đối thì chắc chắn là chất lượng của trái nó sẽ tốt hơn, thuốc bảo vệ thực vật sẽ giảm, và từ đó thì cái sản phẩm của mình nó sẽ an toàn hơn. Những chùm quả căng mọng trên cành hứa hẹn một vụ quýt bội thu. Ngoài ra, những vườn quýt trữ quả này sẽ còn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong những ngày Tết Nguyên Đán sắp tới.